3 năm trước trở ra trước thôi. Tôi là một người khác. Cái hồi trước thì Thái nó còn ham vui. Cái lúc mà nó mới lấy á, yeah, thì là chắc hình như đi hát xong cũng không có chạy về nhà đâu. Khuya rồi mới về. Đầu từ chừng cỡ khoảng hơn một năm nay. Từ khi mà nó chứng kiến được cái con bé Si xanh, bố biết tại sao nó có sự thay đổi rất là ấn tượng. Chẳng những như vậy mà đang chạy. Khi mà con gái mình quyết định là lập gia đình với một người cũng hoạt động nghệ thuật, mà Thái lúc đó cũng rất là nổi tiếng, xung quanh chắc là cũng có nhiều vệ tinh ha, nhiều rồi đi diễn như vậy, cô có lo không? Thái làm trong cái ngành này á thì cô cũng không ngại, bởi vì thật sự ra là ông cụ nhà cô cũng là nhạc sĩ, ra là nói chung là mình cũng có cái gen, thành ra với cái đó thì mình không sợ. Nhưng mà Tường nói đúng là cô cũng sợ. Theo như cô nhận thấy thì Thái của những năm trước, trước khi bắt đầu vào gia đình mình hoặc là mới vào làm rể nhà mình, và Thái bây giờ có những cái điểm gì nó khác nhau không con? Khác đó. Thái mới vào thì đương nhiên là cũng có những cái đương nhiên là mình chưa hiểu nhau, thì đương nhiên cũng có cái nhìn đó ấy. Chứ hồi trước thì Thái nó còn ham vui. Cái lúc mà nó mới lấy á, thì là chắc hình như đi hát xong cũng không có chạy về nhà đâu. Khuya rồi mới về. Khi mà có con bé Su rồi mà cô nói thẳng luôn. Sao cô biết? Lúc đó cô ở riêng hay ở chung? Cô ở riêng mà cô đâu có đúng ở rồi, chung nhưng đâu. Nhưng mà con bé này nó về chơi. Nhiều khi thấy ủa không thấy chồng nó thì mình cũng có hỏi chứ. Đó thì mới nói ủa sao không thấy chồng con đâu, thì là nó ở ảnh đi diễn. Mà đi diễn thì nhiều khi khuya quá thôi ở bên nhà mẹ đi rồi ấy. Nó mai nó rước mà mình thấy nó không qua rước thì thôi rồi ông nó đi chơi. Đại loại như vậy. Thì mình cô thấy như thế nào? Lúc đó cảm xúc của mình thì lúc đó là mình thấy chà, cái này hơi căng à. Hồi trước mình cũng nghĩ vậy đó, mình sợ, đúng không? Chứ đó là tập trước, coi như là những cái năm đầu. Nhưng mà bắt đầu từ chừng cỡ khoảng hơn một năm nay, từ khi mà nó chứng kiến được cái con bé Si xanh, cái con bé nhỏ này đó, hình như không biết cô biết tại sao nó có sự thay đổi rất là ấn tượng. Tại vậy á, cô nhìn thấy rõ luôn mà. Con trước rồi vẫn chưa thay đổi. Chưa. Đến cái đứa sau cùng này. Đây, cái đứa đó là ông dứt khoát rồi. Dứt khoát kỳ này là không nhận đâu hết trơn á. Không nhận nữa. Qua là theo dõi luôn. Là theo dõi. Có vào luôn. Phòng xanh không? Có vô luôn, vô, làm tùm lum ở trong đó luôn. Anh vô với em rồi từ lúc mà em chưa đau bụng đến lúc mà em vỡ nước ối, sau đó là em xanh luôn, mà anh nói là kỳ này nhất quyết là anh phải nhìn được mặt con ảnh. Chứ bây giờ ảnh con nhiều mà ảnh không được nhìn đứa nào hết. Thì khi mà ảnh nói là một người phụ nữ mà sanh cho mình một đứa con về chỗ sống đâu, trải qua biết bao nhiêu cái khổ vậy. Chính ảnh về ảnh cũng nói là ảnh sẽ không nhậu nữa. Anh nói với gia đình ảnh á, nói với mẹ ảnh á, nói ba mẹ, mẹ ơi con kìa, con bỏ nhậu ở nhà, con không nhậu nữa đâu nha. Bà sự thật là khi anh nói là bà làm được luôn. Làm đó. Luôn á, trời ơi làm được luôn á. Mà chẳng những như vậy mà ăn chay luôn. Mình không nghĩ Thái ăn chay. Tại vì nói thẳng luôn á là nữ nè, không mình nói nha. Là mình ăn tươi nó dễ, chứ còn nam thứ nhất là nó là trong giới á. Đi ra ngoài. Đúng rồi, đi ngoài đường rồi tiếp khách rồi nhậu với bạn bè. Mà nói vẫn rất đúng nha. Vậy là chắc Thái có cầu nguyện cái gì đúng không? Dạ không luôn, anh đâu có cầu nguyện gì đâu. Tự nhiên tại sao ăn chay? Tự nhiên cái ảnh, cái đó là phải hỏi ảnh rồi, em cũng không biết luôn á. Cái đó từng phải hỏi nhưng mà mình nhìn em có hỏi, nhưng mà anh nói là tự tâm anh xuất ảnh, anh muốn vậy. Thương vợ à, những lúc mà ông nấu gì nè, ông có thấy là thương vợ không? Thương chứ. Mà thật sự luôn là trước đó mình ở với mẹ đó, thật sự là mẹ nấu không, mẹ nấu mấy cái món mà mình thích không à. Mà mẹ biết, mà mẹ biết mình thích món gì. Mình có thời gian tôi ăn chay á bộ. Đúng rồi. Bà già bà về mỗi lần bà nấu cái món gì mà tôi thích á là bà khóc. Vậy hả? Tại sao bà biết sao khóc không? Sao? Tại vì cái món mà thích mình về, lâu lâu mình về mình nấu, má muốn nấu cho mình cái món mình thích. Mà mình đi ăn chay, nhà ai cũng ăn mặn, ai cũng nấu nhiều cho nấu mấy cái món mà mình thích đi. Tự nhiên nghĩ nó ăn chay tội nghiệp, trời ơi thằng con mình ăn chay thì ai ăn cái mấy món này. Nhưng mà có khi nào mà Vi nấu ăn là Thái cố tình chọc Vi, chê những món ăn của Vi nấu, có bao giờ Vi chạnh lòng Vi khó chứ? Nhỏ có những lần mà mình chọc giỡn với bạn đó. Chứ mình ăn thì khen thì mình ít cái khen lắm, tôi ít cái lời khen. Nhưng mà mình chê là mình cái gì mình giờ đâu mình chê đó. Rồi. Mới cảm ơn chứ. Nhưng mà thật sự là lúc đó khó chịu nha. Nấu cho ăn mà chê lên chê xuống nữa.
Nó ghét. Ghét giận luôn. Giận á. Giận nhá. Đó, bây giờ tôi nấu là gắp cái che là tôi giận liền. Đây. À. À. Một hình ảnh mà phải nói là chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy hiện lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ca sĩ Dương Ngọc Thái vào trong bếp thể hiện tài năng của mình, cầm biro nhiều chứ cầm chảo thì chưa. Thế thì trong cái đoạn thời gian mà mình dùng cái từ chưa thức tỉnh đi nghe con, có bao giờ mà cô cảm, cô có chứng kiến, cô thấy, cô nghe con mình kể có những lúc vợ chồng xào xáo hay gây gỗ gì với nhau? Ngay cái lúc mà xào xáo thì chắc nó không có kể. Vậy là dậu. Ừ, không kể. Nhưng mà chẳng hạn như qua cái cơn đó đấy thì nó về nó nói, có khi Thái nó nói cô nghe. Thái nó nói với cô. Thái nó nói cô. Rồi cô mới làm việc với cô này. Là không phải tại vì chắc cô không có con trai thì cô cũng ưu ái một chút. Thấy mẹ quá thương anh Thái, chồng con luôn á. Con anh Tị. Thôi cô Bình thì cô nói là chồng con vậy cô với con đi tìm cho mẹ cái gì mà 10 trên 10 với con. Con có được 10 trên 10 không mà con biểu cái người đối tác với mình là phải 10 trên 10. Đúng không? Vợ chồng sống với nhau là thứ nhất là phải thông cảm cho nhau, biết nhường nhịn nhau thì mới được, chứ còn như vậy nói thì là chỉ hiểu được đấy. Nhưng mà nó theo ý mong muốn. Xong rồi. Trời ơi, đang còn khen con rể quý quá trời ơi. Ngon chưa? Đầy đủ chưa? Bây giờ là xuống nhập tiệc thôi phải không? Dạ, thôi bây giờ mình xuống nhập tiệc đi, mình nói xấu Thái nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Osdor, cửa cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trân trọng giới thiệu nha, món này là món của cô Yến nè. Dạ, đúng rồi. Món này là món của Dương Ngọc Thái nè, làm nè, với món đặc biệt là tôm rim, ăn đó. Với cơm trắng. Ai làm bắt. Tôm rim? Hai anh em làm. Wow. Sự chỉ đạo của Quốc Thuận. Cái này ăn với cơm trắng là bắt bá cháy luôn. Thì hôm nay là rất là vui được mời Quốc Định với lại các trường đến nhà chương trình, mà thấy cũng chỗ tài nấu một cái món mà trước giờ ít bây giờ xuống bếp. Và khi mà mình nấu mình mới biết được cái công lao của người vợ với người mẹ nấu. Đó đúng rồi. Mình ngồi mình xào mình nấu. Nấu mình đặt cái tâm tư tình cảm của mình vô đây hết, đặt cái tâm mình vô đây hết, mình vô bị chê nữa là thua. Nó bởi vì tại sao chứ mình chê người ta. Giống nhận đúng không? Vui chê vui vui thôi. Vậy hôm nay có được quyền chê không ta? Dằn mặt trước quá. Xem xét coi như thế nào đi. Thử đi. Dạ. Mẹ mời cô. Rồi. Mẹ thử cái món này có nấu mẹ. Sao món chương viên sao? Rồi. Vút vút. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ. Nó tươi xanh rồi. Ngon. 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 Vì thế cái bữa cơm gia đình đó nha. Rất là quan trọng. Đối với em là em rất là trân quý cái điều này. Hồi trước em ở với lại ba mẹ em á, thì lúc nào là mẹ em cũng nấu cho em ăn những cái món ăn vậy á. Nên lúc nào em cũng rất là muốn là sau này gia đình nhỏ của em cũng anh Thái anh cũng dành cho nhau. Gia đình nhiều hơn. Thật ra người đàn ông ra ngoài bươn chải nhận show hát nhiều cũng vì vợ con đúng không Thái? Thật ra là như vậy con. Nhưng mà thí dụ mình ra mình cảm thấy nó đủ là nó đủ. Bây giờ mình cũng là yên ổn hết. Vậy bây giờ mình sắp xếp lại được. 3 năm trước, trở lại trước thôi. Tôi là một người khác. Tôi là một người con người khác. Bây giờ tôi là một người giống như mà bàn tay trắng bằng đây người ở trà đen vậy đó. Như vậy luôn á, tôi thay đổi một cách đột ngột nhìn mà ai cũng bất ngờ. Đặt như đầu tiên mà thấy là rõ nhất là vợ mình. Đúng. Tại vợ mình là sát cánh mình nhiều, thấy mình rõ cuộc sống mà tự động Thái thay đổi từ lúc mình sanh đứa bé sau đó. Cái lý do gì hay là nhất lúc đàn ông mình lúc khi mà mình vô phòng sanh như mình hãy mình nói nó vô phòng sanh thấy vợ đã sự đau đớn mang nặng đẻ đau khi mình sanh con cho mình thì khổ cực như nào, cái gì nữa là đến lúc đàn ông điểm dừng chơi cũng lúc điểm dừng cái tuổi mình dừng lại là mình nghĩ là thôi dành thời gian để lo cho gia đình là chính. Thật sự hồi đầu á là cô là không có đồng ý em đâu. Dạ. Chưa có đồng ý em đâu. Vậy thì cuối cùng cô suy nghĩ, cô phân tích, nhưng mà phải có một cái gì nó chốt hạ là vì cái gì của Thái, tại sao mà cô đồng ý gả Vi? Cô thấy Thái á là nó có cái thật, cái trong cái giới nghệ sĩ á thì nói chung là thường thường ta nói có tài. Có tài. Thì lại có thật. Dạ. Mà Thái thì lại không có cái điều đó là một, với lại nếu mà là, bây giờ cô dùng cái danh từ là có tâm á là nó sống biết chuyện là một, với thứ hai á là coi như là
nó đối xử với con gái cô chân thành. Mặc dù lúc đầu cô cũng không hài lòng ngay, nói thẳng luôn. Nhưng mà qua một thời gian là cô cũng tìm hiểu, nói thẳng là cô cũng tìm hiểu. Sau một thời gian đó thì cô mới chấp nhận là Thái là làm rể cô. Bây giờ là cô quá hài lòng rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thôi, bây giờ nếu mà hôm nay sẵn nói cô chốt luôn. Dạ, chốt đó, cái vấn đề đó. Bây giờ có con ở đây. Bây giờ hai đứa luôn, bây giờ mẹ nói. Nói chung á là những lúc mà con đi đâu hay gì đó, mẹ rất cảm ơn con. Là con vẫn chẳng hạn như có cái gì đẹp hay cái gì đó con mua về cho mẹ. Đấy, là mẹ rất cảm ơn. Đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái món quà mà mẹ cho rằng là nó có ý nghĩa nhất, mà mẹ xứng đáng nhận và mẹ nghĩ là cái mẹ chấp nhận là con làm rể là không có sự sai lầm. Những cái thay đổi của con là con hoàn toàn con vì gia đình, là một lo cho vợ, lo cho con, rồi là coi như là đúng là một nghĩa ở đàn ông chuẩn mực. Thì cái này mẹ nói đây là một cái món quà lớn. Mẹ rất cảm ơn và mẹ cảm thấy là cái quyết định của mẹ đó sáng suốt. Hay quá, hay quá, hay quá. Đúng là một cái bữa cơm mà nó thật là ý nghĩa đúng không bồ? Đúng không? Đó. Và Quốc Thượng cũng bật mí luôn. Sở dĩ có một cái bữa ăn ngày hôm nay và có một cái sự họp mặt, ở đây nó không phải tình cờ đâu. Tất cả mọi thứ nó đều là có sự sắp xếp. Và người mà đứng ra sắp xếp đó chính là người đàn ông của gia đình này. Còn nữa, hay có gửi cho Quốc Thượng hai tấm thiệp này. Trong đây nó có rất nhiều tình cảm trong những cái dòng chữ ở đây. Dạ mẹ. À rồi, mẹ cảm ơn. Bố mẹ kính yêu, con cảm ơn bố mẹ đã cho con người vợ tuyệt vời. Vừa yêu thương chồng và lo cho con, mà còn giúp chồng và cùng sát cánh cùng chồng lúc khó khăn nhất. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con mong và cầu chúc bố mẹ để nhiều sức khỏe và sống trường thọ với con cháu. Con yêu bố mẹ nhiều. Hay, mẹ cảm ơn con. Có một điều cho cô xin phép với sẵn chương trình này. Cô rất cảm ơn. Nếu mà không có cái chương trình này thì chắc có lẽ là cô cũng sẽ không nói ra được. Và cái gia đình này nói chung là nói gì cha mẹ con gái gì á, mà mình hiểu nhau hơn, mình nói ra được những cái điều đó là một cái điều đáng quý. Mà chỉ có khi mà có cái chương trình này thì mẹ con, bố mẹ thì mới có thể nói với nhau được. Cô rất cảm ơn một lần nữa. Mọi thứ thì có thể diễn được, nhưng về cái cảm xúc chân thành thì không thể nào có một cái bàn tay phù phép, hay không có thể nào mà chúng ta có thể diễn được hết. Tại cái nghề của tụi mình, đúng không, đều là diễn hết. Nhưng mà chỉ có những cảm xúc chân thành nó mới đi vào trong trái tim và đi vào trong lòng người thì mới bộc lộ hết tất cả. Anh ôm đọc thơ chồng. Không, thật sự là em mới đọc thư mẹ thôi mà em đã rớt rơi nước mắt kìa. Tại vì rất là nhiều cảm xúc. Em, chồng em từng hay nói em rất là mít ướt. Nhưng mà tại vì chắc em cũng vậy. Chắc cũng đúng. Nhưng mà rất là đúng lúc để mà em phải rớt nước mắt. Tại vì lúc nào anh cũng dành cho em những cái gì bất ngờ, giống như sự thay đổi của anh. Vợ yêu, chồng cảm ơn. Vợ rất nhiều đã hy sinh cho chồng và mấy đứa con. Sẵn sàng hy sinh công việc yêu thích, họ về hậu phương lo cho chồng và con, ủng hộ và đồng hành cùng chồng trong công việc và cuộc sống này. Hôm nay chồng xuống bếp. Không biết là sao. Em lại cảm xúc quá. Tức là tại vì chắc là cũng chưa bao giờ anh thấy xuống bếp hết. Nhưng mà những cái gì mà anh ấy làm cho em đều lúc nào cũng ghi trong lòng em hết. Hôm nay chồng xuống bếp là món bất ngờ cho vợ mới hiểu được sự khổ. Cái khổ của người phụ nữ như thế nào. Cảm ơn vợ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thật vừa học ngày hôm nay
Rất là cảm động luôn á. Ngoài cái này món quà này ra mình còn hai món quà bất ngờ nữa. Đừng có nói là giấy báo tình vui nha. Hồi nãy giờ là khóc lên, khóc quá nhiều góc rồi đó. Tặng cho mẹ, bố mẹ cũng như là tặng cho vợ trong ngày hôm nay. Khóc nữa hả? À? Không khóc nữa đâu. Tặng cái gì vậy? Trời. Wow. Cứ tặng cho mẹ chứ. Tặng cho mẹ cái loa lavender này mẹ thích. Rồi trời ơi mẹ cảm ơn con. Có con loa lavender với lại một cái món quà rất là ý nghĩa vui, ăn phước lộc thọ bằng vàng. Wow. Trời ơi. Rồi, cái này là quá bất ngờ cái Thái ơi. Dạ. Chứ có gì mà thùng thùng với nhau. Ừ quá, chắc đi là con gấu nhồi bông hay gì đó. Wow. Trời ơi. Wow, rớt tiền đây ra, rớt tiền ra, Hoa có tiền. Lộp 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 lộp. Lộp 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 lộp. Đó, Hoa có tiền nha. Đó. Tự nhiên mở ra thấy Hoa cái mặt bả hơi bị sụp. Mặt hơi sụp. Có lấy tiền cái mặt nó tươi lên. Thấy định hình lại. Su ơi con thích ông Su. Rồi. Thích không? Thích không? Rồi. Có lẽ là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay không phải hai vợ chồng này đâu mà là cô Yến đó. Và xin rất là cảm ơn một cái buổi mà nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay, một cái bữa ăn rất ngon với những câu chuyện rất là cảm động, rất là dễ thương, gần gũi và tử tế với nhau. Thái cũng thay mặt gia đình cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn bạn Hiền, Quốc Thuận đã đến đây, chị đến đây để giao lưu cùng gia đình và cho một gia đình của mình có nhiều cảm xúc trong bữa cơm ngày hôm nay.